Dạ hồi tối này là con ngồi với nó, con bấm điện thoại là con thấy cái cô nào mà mập lắm chạy chiếc tay ga đen. Con thấy đi vô mà giờ đó con nghi vậy là tối mà con không biết sao mà có người vô nữa. Rồi cái xong là cô dì con với bà ngoại đi ra ngoài hết, có mình con nhỏ em con nhà cô đó đi lên chở nó mà con biết cô đó lên làm gì nữa mà có con em. Con em con nhà nữa mà con không biết là nó ngồi đây làm gì nữa mà để cô nó lên tránh kiếm cái gì tránh. Dạ con leo, con thấy trực tiếp là leo lên cái gác đây. Dạ à. Mà con ngồi bảnh tại tối quá với lại cô đó bận bộ đồ màu đen nó thấy không rõ. Mà chở bà ngoại đi giờ chị còn nói thôi bây giờ á, thôi để một mình chị được rồi, thôi để ngoại nhà đi. Một hai chị phải chở ngoại đi, đặng quay ngoại mà ngoại nuôi 6 đứa nhỏ người ta sẽ gom góp cho chị ha nhiều hơn. Sao? Quay YouTube mà sao á chiều hai gì không quay mà quay đâu mà nửa liền. Dạ cô Linh, bây giờ tôi cũng thiệt tình với cô mà cô tới đây cô lừa dối tôi. Tôi là cũng cô với cô, tôi với cô cũng như phụ nữ như nhau vậy đó. Mà cô tới đây cô lừa gạt mấy mẹ con tôi còn lấy tiền nữa. Cô cũng xem tôi từ đầu kênh, từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện, cô cũng lừa gạt, biết số điện thoại tôi gọi, cô gọi cho tôi mà cô lừa gạt tôi nữa. Cô biết hả? Cô nghĩ thôi, tôi một phụ nữ mà để nuôi 6 đứa con chắc giả cỡ nào. Khi đó hả? Bước đường đời hả? Rất là vất vả. Mỗi cái cô thấy cô dậm lên đạp lên đi hả? Nó đau cỡ nào không? Mà cô nở lòng nào? Sau một số tiền đối với cô cũng không có lớn bao nhiêu hết, nhưng mà đối với gia đình tôi là rất là lớn. Mà cô đã lấy cướp đi số tiền của mấy đứa con tôi và con tôi nữa. Cô biết hả? Khi đó là cũng chén cơm với hả? Đồng tiền con tôi đi học. Mà cô lỡ lúc nào cô lấy hết. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà, cô bác, chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong đang ở dưới Tân Trụ thuộc tỉnh Long An của bác anh chị. Thì bữa nay thì Phong đang có mặt với em Phi là ở dưới nhà của một cái người chị, là có người chồng là không may mắn là cũng mất một tháng mấy hai tháng rồi, để lại tới 6 người con. Thì giác hôm qua là lúc nửa đêm á cô bác anh chị, là cũng 11 giờ mấy 12 giờ đêm á, thì Phong nhận được cái cuộc gọi mà khẩn cấp của một cái người chị là điện thoại cho Phong, là mẹ của 6 đứa nhỏ. Thì hôm qua là không có hiểu biết lý do sao á, là có một cái nhóm Mạnh Thường Quân là tự xưng là Mạnh Thường Quân của kênh Phong Nguyễn và Quỳnh Phi, thì đi trực tiếp xuống đây để trao đổi và nói là trong thời gian sắp tới á, là sẽ cất một cái ngôi nhà tiền chế cho gia đình, rồi những cái lời hứa hẹn. Rồi bên cạnh đó thì kêu là nay mai là đi nhận quà gì đó, thì Phong cũng không có biết, tại vì cái cuộc trò chuyện qua điện thoại thì chưa có rõ. Thì bây giờ là Phong với Phi đã có mặt ở dưới đây rồi. Thì sau khi mà nhóm Mạnh Thường Quân tới đây á, thì đã lấy đi một cái số tiền thật sự là rất là lớn, rồi bên cạnh đó là một cái điện thoại nữa. Thì hồi bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với em Quỳnh Phi sẽ đi trực tiếp vào bên trong để trao đổi với gia đình và để chia sẻ những cái thước khuyên để cho ông bà cô bác xem. Tại vì thật sự là Phong với Phi rất là buồn, rất là bức xúc khi mà có những Mạnh Thường Quân, mượn danh Mạnh Thường Quân là kênh của Phong Nguyễn và của em Phi là tới đây trong cái lúc mà đêm tối mà để ra tay mà làm những cái việc mà không đúng, không phải như vậy. Thì thôi thì trước nhất thì Phong cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà cô bác nha. Thì hồi bây giờ thì Phong Nguyễn cùng em Phi sẽ đi thẳng vào bên trong để chia sẻ những cái thước khuyên. Dạ vâng, thì hiện tại thì Huỳnh Phi TV cùng với anh Phong Nguyễn bây giờ bắt đầu vô nè quý vị. Thì trước chào con trai. Chào con trai. Hello. Mẹ con đâu rồi? Con chào chú. Trời ơi, chào đã nhắc nữa. Trời. Mẹ con đâu rồi? Mẹ đi tắm em hả? Rồi, mời các cô chú và anh chị mình vào cái gian nhà ha. Dạ, con chào ngoại. Dạ, chào ngoại. Chào hai chú. Dạ, dạ, ngoại đang làm gì ngoại hả? Đang chụm nước cho mấy bé tắm. Dạ, con gắn cái mít cho ngoại nha. Dạ, anh mong có gì giúp em cái. Dạ, dạ, anh xin phép gắn cho ngoại nha ngoại. Rồi, cảm ơn anh trai rất là nhiều. Dạ, ngoại đang nấu cơm chiều hả ngoại? Anh nấu cơm chiều. Dạ. Dạ, ngoại có thể mình vào phía bên trong nha ngoại, chỗ này nó dạ, hơi chật xíu ha. À, rồi, dạ. Thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay, ôi chào con gái. Trời ơi, bé gái dễ thương. Chào chú. Mới về chào chú luôn. Chú ơi, Phong với chú Phi chào con gái nha. Dạ. Con không á, ngày nay hôm nay có đi học không? Dạ không. Dạ, ngày nay ở nhà hả? Dạ. Đang phụ ngoại nấu cơm hả con? Dạ. Ngoan ghê không? Ghê hả? Rồi, thôi để bây giờ mình tiếp tục để cho bé làm việc đi. Rồi, con bắt nước phụ ngoại nha. Rồi, chú Phong chào con gái luôn nha.
Ông già đi, gắt đâu. Trời ơi, giỏi cái ta. Trời ơi, giỏi sao phanh tay đi. Con biết phanh tay không? Gặt đầu à, không phanh tay. Trời đất ơi. Dạ. Hôm qua con... Rồi, bà có thể ngồi vô chỗ chung dạ. Cho nó sáng vậy. Đó, rồi. Hôm qua thì giác mà cũng khuya rồi thì con nghe cái thông tin là chị điện cho con á. Thì cái tình trạng gia đình mình mà bị một nhóm mạnh thường quân đi tới nhà và tự xưng là mạnh thường quân của kênh của Phong Nguyễn và Quỳnh Phi á. Thì sau khi đó thì đi về thì đã lấy đi một cái số tiền và một cái điện thoại á, thì có không ngoài? Có, lấy tại vì vậy nè. Tại vì cổ ngồi đây kêu cổ lên nhà trước á, chảnh á, cổ nói cổ sợ nhà sàn á, con không lên. Giờ cổ nhắc ghế xuống đây cổ ngồi, cổ kêu nhỏ này thôi đưa cho cổ 200 đó, không biết ai đó gửi cho 100 đô hả Hằng, gửi cho 100 đô. Dạ, em chào chị. Rồi cái đó, mấy kêu là thôi giờ chị thối tôi lại 200 đi, tôi đưa chị 100 đô. Cái nhỏ này không có tiền đó, nó kêu hôm má cho con 200 đi, con dạ, thối tiền cho người ta. Chị lấy ghế đi ngồi luôn chị. Dạ, dạ. Thì lấy 200 thì tôi đưa đây, thì nhỏ kia thế đưa cho cô kia nói khoan đi hả. Cái giờ hỏi chưa, hồi lúc mấy chú xuống là cho nó 30 triệu. Dạ, xác vô đây chứ. 30 triệu, nhưng mà cái cổ mới hỏi luôn, cổ hỏi chứ bây giờ chị xài tiền còn tiền không. Cái con nhỏ này nó nói xài hết rồi, còn chừng 15 triệu. À, cái nói thôi 15 triệu. À, giờ cái cổ mới ngừng, cổ ngừng, cổ nói mà cổ giờ còn đây, cổ kêu tôi đứng đây đó, cổ chụp hình tôi, nói thôi để tôi chụp hình một mình bà cụ nuôi 6 đứa trẻ. Thì tôi cũng đứng từ dựa trong đó, cái cổ chụp hình tôi. Rồi căng lát ấy, tới chừng cổ ra, cổ đi ra ngoài đó, cổ kêu thôi giờ chạy xe ở đây ra mà lộ đi, đặng quay phim, nó lát mở đèn, rồi không biết nói ai, chở cho một bao gạo nữa. Rồi cái con nhỏ này cũng chở tôi đi ra tới ngoài, tôi nói ủa trời, có thấy ai đâu đi ra đây làm chi và bỏ nhà ta. Mình nói trong bụng vậy thôi, nghĩ là chắc không đến đổi nào. Ai ngờ thì hồi tôi lấy tiền á, thì cái bóp của tôi để ngay chỗ cái cầu thang đó, ngay chỗ đó đó. Dạ, ngoại để đây hả ngoại? Đó, để ở trong á, trên á. Ở trên đây? Trên á. Là... ngay cầu thang vô có cái giỏ đó. Dạ. Là cái người đó thấy ngoại bỏ tiền trên đó hả? Không. Tại vì cô nó ngồi góc này nè. Dạ. Là bà, như ta để ý mà, đã người ta cố tình ta lấy ta để ý mà. Mà hồi nãy ngoại nói là cái cô đó là cho 100 đô là có cho không ngoại? Không. Không, cổ nói vậy thôi chứ mà đâu có thấy. Dạ, là chưa có móc tiền ra. Không móc tiền ra. Là kêu là chị ở đây là lấy 200, đưa 200 ngàn. Đưa 200 ngàn kiểu như thối lợi gì đó. Dạ, là thối lợi. Mà cổ nói thôi đi, khoan đi vậy đó. Cái đầu cái tôi nhỏ này kêu cái tôi đi lên cầu thang cái tôi lấy 200. Thì tôi nghĩ thường khi tiền của tôi đồ đạc tôi cũng để cho nó, mấy đứa nhỏ này đâu có phá đâu. Không có phá, ai ngờ đâu tôi với nhỏ này đi ra ngoài lộ. Rồi tôi nói ủa sao? Tôi hỏi đó, ủa sao nhỏ này lâu quá thì sao không thấy ra vậy? Cái đây ra đứng ở ngoài đầu đường đá đợn hồi cái mấy đứa cháu ngoại tôi nó chở một đám này nè. Ở trên xe đạp điện đó, nó chở đi ra ngoài. Cái giờ nó để hai đứa nhỏ này nó đứng với tôi với con nhỏ kia kìa. Đứng, lúc đầu cái lát cái cổ mới ra tới. Giờ tới nói thôi đi lên chùa đi. Lên chùa là tôi nghĩ từ đây lên kia thì là tới chùa của ông Bảy chả anh. Ông Bảy Nghị đó. Cái tôi con nhỏ này chạy xe lên tuốt ở trên ngã tư chả anh á. Mà không thấy mặt mày ai hết trơn á. Cái thôi quầy trở về rồi thôi cũng không thấy. Bắt đầu về cái... lên dòm trời mất cái bóng. Dạ, dòm. Lúc mà ngoại về thì cái người mà xưng mạnh thường quân là đi mất tiêu rồi. Đi rồi, hồi lúc dạ. Ở đây á là cái tôi với nhỏ này đi ra ngoài trước. Kêu đi trước ra ngoài đi. Rồi dạ. Cổ đi sau. Mà tôi ủa sao ngoại không đợi cái người đó đi chung luôn mà để mình bởi đi trước. Cái con nhỏ này nè. Nó có bầu. Cái đường mình mới đổ đá ha. Giờ nó nói làm sao không? Đầu tiên vậy nè chú Thông. Nó điện thoại chị á, là lúc á 5 giờ mấy, khoảng chừng 4 giờ anh chị ơi. Cầm luôn đi chị, chị ơi, em ở bên Mỹ Tho nè, có Mạnh Thường Quân bên Mỹ Tho nè, gửi cho chị số một số quà cho mấy đứa nhỏ.
Rồi chị nói chừng nào cô xuống, nói 5 giờ rưỡi em xuống, là chị nghĩ là 5 giờ rưỡi sáng mai chứ không phải là 5 giờ rưỡi chiều này. Xong cái hả chị đi về, chị không ta tắt máy đi. Giờ cái hả tự nhiên 6 giờ mấy gọi điện thoại. Chị ơi, em gần tới chị rồi, chị gửi địa chỉ đi. Cái này thì tôi chị cô đang ở đâu thì em ở đang ở chỗ Thủ Thừa nè. Cái người đó có số điện thoại đúng không chị? Đúng rồi, tại vì dạ rồi xong. Giờ xong cái hả 5 giờ rưỡi xong rồi cái chị đợi gửi cái tin nhắn qua bên điện thoại của cô đó. Rồi xong chị nói là ở ngã ba Cầu Nhum, đi xuống ở trường học Nhật Tảo. Xong rồi á, xong rồi cái tới chỗ này nè, cái cổ điện chị nói giờ em ra tới ngay chỗ ngã ba Cầu Nhum nhìn nè chị ơi. Giờ nói chị chạy ra chị rước xong đâu đó mặc một bộ quần đùi vậy nè, quần đùi nè. Áo thì áo thô, áo dạng như áo bông 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 thun, đi xe XXH, người mập tròn, đội nón lịch sự lắm. Xong rồi chị mới dẫn vô đây nè, hỏi còn hỏi chị á, chị mặc đồ gì, chị mặc áo màu hồng. Đó, giờ dẫn vô đây xong rồi cái đó qua nhà bên bển, qua nhà bển nói anh chết đi hả chị, nó anh chết đây. Xong nó hôi đường nè, cái nhà sàn á khó ngồi quá, hôi qua đi ngồi nè chị, qua đi ngồi góc này. Hỏi chị nói anh Thảo, kênh của anh Thảo á cũng quen với em nè. Em bên Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ Tho. Thôi bây giờ nè hổm á, thôi giờ chị Thói á, Mạnh Thường Quân gửi cho chị 100 đô, chị Thói em lại 200 ngàn đi. Rồi cái chị em kêu má ơi, má cho con mượn 200 ngàn đi Thói cho cô. Nhưng mà chị cẩn cầm, nhưng mà tiền người ta không đưa ra mà chị cầm tiền. Xong đó nói hổm á, anh Thảo cho chị ba mấy triệu á, chị xài hết bao nhiêu. Chứ chị mới nói á, chồng chị bệnh, giờ lúc nào mất nữa chị xài hết rồi còn có 15 triệu à. Còn nói chị không, chị đem tiền xuống đây chụp hình đi, điện thoại để đây nè. Chị biết hả, chị đang nói chuyện với người ta là hả bên Mạnh Thường Quân bển á, là cho chị một cái nhà tiền chế ba mấy triệu. Đó giờ á, người ta cho chị cất nhà tiền chế. Xong mà chị nói cũng như chị nếu thấy hoàn cảnh thì thôi chị cảm ơn nhiều. Xong nói chị ơi, chị với thôi bây giờ nói chụp hình bà ngoại đi, giờ bà ngoại ra ngoài á, chị chở bà ngoại ra ngoài á, quay á đầu đường ở ngoài tặng có người chở bao gạo vô. Xong cái chị chở mẹ chị đi ra ngoài ở đây hả, hoành xe lại đậu đó. Cái nói xong chị ơi em có bầu thôi để em từ từ em đi, nó mình nghĩ tình thiệt mà, giờ thôi ở đó từ từ đi thôi để chị với má chị đi. Xong á con gái chị ngồi nằm trong đây, gái chị nằm trong đây, rồi nó ngồi đó cái em nó thấy nó bước cầu thang lên, cái á làm như là bị mình là bị là bùa mê á, không có biết gì luôn. Rồi con nhỏ cũng mê mang nữa, rồi xong nó lấy cái bóp nào không hay, cái xong cái chị ở ngoài đầu đường ngoài cái nó chạy, chị nó tháo hoài không thấy da, nó gọi điện thoại chị, cái chị nói ở ngoài đây này chị mắc nó. Rồi xong mặc cái áo kiểu như áo phát của phụ nữ đó vô, cái nó hỏi chị nè, chị ơi thôi chị em với chị lên chùa Bủ Vân đi. Rồi nó nói nó kêu chị á, chị ơi đưa cho em cái điện thoại đi. Trời lúc đó mình mê mang, mình đâu có biết gì đâu, mình cũng đưa điện thoại luôn. Chạy một vòng hồi đó tỉnh trời coi không thấy ai chứ má ơi. Hồi hoành về, tá quả tâm tin hỏi mất gì má, mất cái bóp tao vậy con ơi. Mất trong đó là 7 triệu, tiền Mạnh Thường Quân ta cho với một chiếc nhẫn là của con em dâu á, nó mua cho bà má. Đó, với cái điện thoại của chị. Mất khoảng 7 triệu hả chị? 7 triệu. 7 triệu với chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn. Nhẫn với lại cũng 700-800 ngàn tiền thì nó nha. Nhiều khi con này nó cho tiền tôi 100-120 đặng đưa, nhiều khi cho con đi học tiền lẻ lẻ với lại tiền để dành của con nhỏ đó, là con nhỏ dạ, là cái người thu đó. Mới biết là kênh em với kênh của em Phi luôn đúng không chị? Ừ, biết kênh chú rồi, biết kênh anh Thảo luôn rồi, còn biết nói chung là chắc người này cũng điều tra chị từ hồi đầu câu chuyện cho tới mà lúc mà chồng mì chị mất, rồi lúc mà cũng có cái số điện của thoại chị cũng như qua kênh mạng của mấy chú rồi đó, có đăng tải cái số chị lên á, dạ. Nắm bắt câu chuyện á, dạ. Rồi cũng như có trùng khớp, và mình cũng nghĩ là Mạnh Thường Quân, mình không nghĩ là Mạnh Thường Quân mà lừa gạt vậy đó. Đó là cho chị một căn nhà tiền chế khoảng 30 mấy triệu hả? Dạ, còn kêu chị lấy tiền xuống chụp đi. Rồi á chị nè, chị đang nói nè chị, để em để điện thoại đây, là chị đang nói điện thoại đây á, là Mạnh Thường Quân bển người ta đang nghe đó, còn gọi điện thoại nữa. Alo cô ơi, bây giờ á bên đây người ta còn mười mấy triệu thôi, giờ cô sao cô không biết nói, mình không có nghe trả lời đó. Mình cũng như dạng như mình vô đó mê man cái gì, mình không có nghe lại ai nói cái nói gì, cái mình nghe mình đi, hai má con đi chạy ra đầu đường đây, con nhỏ con gái ngồi trên đó, nhỏ đó đó ngồi trên đó, nó thấy cô đó bước lên cầu thang. Dạ, nào chị? Đó, con nhỏ nhỏ đó. Nè nè. Vô con gái vô. Con nè. Đi. Vô đi. Nè, kệ nè cô đó tối cô đó sao? Cô đứng đây nè. Đeo cũng được. Đây lấy hộp đen thôi cũng được em gái. Nè nè, con nói đi tối con thấy nè. Trời ơi, mình thấy mình nói chứ sao con gái. Đó, đây.
Đây, con thấy sao? Dạ hồi tối này là con ngồi với nó, con bấm điện thoại là con thấy cái cô nào mà mập lắm chạy chiếc tay ga đen. Con thấy đi vô mà giờ đó con nghi rồi là tối mà con không biết sao mà có người vô nữa. Rồi cái xong là cô dì con với bà ngoại đi ra ngoài hết, có mình con nhỏ em con ở nhà. Con xích vô đây nè. Không sao đâu con. Cái này là cái vụ việc mà gia đình mình gặp một cái chuyện đáng tiếc á. Là hôm qua là bé gái bận áo xanh ở đây là cô chú anh chị, là bé đã chứng kiến gần như là mọi vụ việc, là có một cái người phụ nữ đi theo mấy người được em? Dạ con thấy có một người. Một người hả? Dạ. Đi vô đây một người hả ngoại? Có một người. Dạ. Là con thấy cái người đó đi vô như thế nào và lúc mà leo lên gác ở đây là như thế nào em? Dạ tại lúc con ngồi bánh con cũng thấy không rõ nữa. Là con thấy cái cô đó đi lên chảnh mà con biết cô đó lên làm gì nữa mà có con em con ở nhà nữa mà con không biết là nó ngồi đây làm gì nữa mà để cô đó lên chảnh kiếm cái gì chảnh. Dạ có leo, con thấy trực tiếp là leo lên cái gác đây. Dạ. À. Mà con ngồi bánh tại tối quá với lại cô đó bận bộ đồ màu đen nó thấy không rõ. À. Leo trực tiếp lên cái gác ở đây nè cô chú anh chị. Con thấy cái cô đó là leo lên cái gác này khoảng bao lâu không? Dạ con cũng không biết nữa, tại lúc đó con đang bấm điện thoại chơi game ở bên nhà bánh. Cũng một hồi lâu. Lúc đó là bà ngoại ở đây với chị là đi lấy gạo đúng không? Đi lấy gạo ngoài đường ngoài. Bé này là cũng giống như mà cũng tưởng đâu là Mạnh Thường Quân tới rồi cũng giúp đỡ thôi chứ đâu có để ý nhiều đúng không con? Rồi, lúc đó là con nghe là cô đó nói chở ra ngoài kêu đi ra ngoài quay với lại đi lên chùa lấy gạo. Thật sự mà khi mà lấy mượn danh là Mạnh Thường Quân của những cái kênh mà đáng tin tưởng mà để đi tới mà gia đình mà lừa ở đây á, mà gia đình người ta mới mất đi một cái người chồng rồi mấy đứa nhỏ nó mất đi một người cha nữa, tiền Mạnh Thường Quân cho thì tích góp lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nghĩ sao mà lại lấy cái số tiền đó ăn uống được bao nhiêu và sống bao nhiêu ngày tháng mà để gia đình người ta phải. Để bây giờ là thấy chị là cũng khóc nhiều á cô bác anh chị. Cô đó tinh linh nữa. Dạ. Cô nói cô tinh linh, cô nói ha, chị ơi, chị một mình chị mà sáu đứa bé sao chị nuôi nổi. Trời ơi nói cũng thấy thương nó, một mình chị mà sáu đứa bé sao chị nuôi nổi. Trời ơi cơ hội để em lên kênh á, em giúp đỡ cho chị phần nào. Bữa nay không có là 2 ngày nữa em có tiền em đem xuống cho chị. Chị cũng thiệt tình chị nói, nếu mà cô giúp giùm chị á, chị cảm ơn nhiều. Thôi bữa nào cũng được, miễn là cô giúp là chị mừng rồi. Cô nó cổ còn tinh linh nữa. Dạ. Cái biển số xe rồi chị nhớ không? Không, chị không nhớ. Nếu mà chị nhớ là chị cũng báo công an từ sớm nhà rồi. Tại còn vì cái số điện thoại đúng không chị? Số điện thoại, lấy sim cô lấy điện thoại chị luôn mà. Trời ơi, vậy là đi lấy cái sim chị là cố tình là lấy điện thoại chị luôn đặng cho chị không gọi ra ngoài đường á. Còn nói chị ơi, chị đưa điện thoại em đây. Lúc đó chị mê man, chị không biết gì luôn á. Chị cứ biết là lúc đó là chị đưa điện thoại liền. Đó sao chứ nó xong rồi sao chị chạy hồi chị tỉnh. Trời ơi, tự nhiên mình đưa điện thoại to cho người ta chi. Trời ơi. Coi. Là cái điện thoại chị giá cao không? Điện thoại thường à, khoảng chừng trăm mấy 200 ngàn à. Không phải gì cái sim là mình gọi để mình gọi cho người ta. Người ta thương mình ta gọi hỏi thăm chứ không có gì hết á. Đó. Tại hôm qua là chị ở đây là điện cho Phong bằng một số điện thoại khác nên Phong không có biết bắt máy của bác chị. Dạ. Lúc đó là vợ Phong bắt máy là trong cái lúc mà chị rất là khẩn cấp, điện cũng nửa đêm rồi. Dạ. Chị nói là không biết chú là Phong. Có Mạnh Thường Quân nào á là đi tới nhà giờ nói quen biết rồi những anh em á rồi mới lừa giờ lấy một cái số tiền lớn của gia đình rồi một cái điện thoại nữa, nhưng mà Phong không biết được bao nhiêu. Mà bữa nay xuống thì nói là nghe nói là được 7 triệu với một chiếc nhẫn nữa. Dạ. Chiếc nhẫn của em dâu mua cho má. Để hôm mùng 10 tháng 3 đó nó mua cho má chồng. Má đeo đặng đi đâu má đeo. Má có cất không mà má không có đeo. Chị chở ngoại ra ngoại là bà kêu là phải có ngoại mới chụp hình mới gửi gạo. Nói là chở chị ơi, chở ngoại đi ra ngoại đi. Quay ngoại đi, tại vì ngoại nuôi 6 đứa nhỏ nè, chị quay ngoại đi. Nếu mà chị đi một mình á thì bà ngoại ở nhà, nó bắt buộc phải chở bà ngoại đi. Rồi chị còn nói thôi bây giờ á, thôi để một mình chị được rồi, thôi để ngoại ở nhà đi. Một hai
chị phải chở ngoại đi, đặng quay ngoại mà ngoại nuôi 6 đứa nhỏ, người ta sẽ gom góp cho chị ha nhiều hơn. Bây giờ chị đã có, chị là chồng chị đã mất rồi mà ngoại nuôi mấy đứa nhỏ này mà nó còn nói vậy nữa. Dạ. Tên còn nói hỏi cô tên gì, cô tên Linh, hỏi em tên Linh. Người đó tên Linh. Tên Linh nữa. Cái khoảng thời gian mà cái người đó vô đây là khoảng mấy giờ vậy chị? 8 giờ mấy á. 8 giờ mấy. Dạ. Mà còn quân mà đi tối thui vậy đó. Chị dước dọc đường chị còn nói nè, cô ơi sao cô đi có một mình à, sao cô dạng vậy, sao cô xíu sao cô về, cô ở Mỹ Tho sao cô về, xíu em ghé chè chùa em ngủ chị ơi. Trời. Đó. Không hiểu nổi luôn. Cũng là có bé gái đây là nó cũng chứng kiến, nó thấy rồi cái nhà leo lên gác nè. Có cô ở trên chợ, cô hỏi ngoài đầu đường, ngoài cô hỏi mấy mẹ con đi đâu tới thua vậy. Cô Chính cô hỏi mấy mẹ con đi đâu tới thua vậy. Người ta quay YouTube cô Chính ơi, ở quay gì tới thua vậy. Không biết cái này ở đâu, bên Mỹ Tho qua đây rồi kêu con ra quay lấy gạo nè. Rồi xong cái há ấy lên nó kêu con đi, kêu đi. Cái cô Chính cũng mình lật đật đi á, cái mình không có nói năng bả, nó có bà cô nữa không phải nữa. Đi về không có ai ngoài hết trơn. Không có ai ngoài hết trơn á. Rồi đợi nó ra. Cũng không có luôn đúng không? Không có luôn, không có người luôn nữa. Không có người luôn. Mà vô lúc nó vô với mình là mình dạng như là mình mê man hay gì á, nói gì cái mình nghe nấy à. Hay là có khi là bị bùa hay là thôi miên gì không ta? Chắc vấn đề đó quá anh ta hả? Không có suy nghĩ, hỏi chứ nói, vô nói là mình không có suy nghĩ gì trơn. Tự nhiên á, đâu mình ấy cũng như kêu á, thôi chị còn nhiêu tiền chị đem ra đây em chụp hình em gửi vào bển. Mình cũng không có suy nghĩ, tiền mà mình cũng còn kêu đưa sao, nó gặn lại đi, nó gặn lại, nó nói thôi khỏi chị ơi. Nó thấy má chị lấy tiền rồi, nó gặn lại, nó nói thôi khỏi chị đi chị ơi. Vậy là nó đã phát hiện cái chỗ để dạ, tiền rồi, nó không, dạ, không cần đem xuống nữa. Tại vì tiền Mạnh Thường Quân là tại vì tôi lên ở dưới cầu thang tôi bước lên thì tôi ngờ ngay đó đó. Dạ. Tôi lấy đó, tôi mở ra tôi lấy 200 ngàn, rồi tôi cũng không bỏ lên vỏ sách nữa, cũng để đại lên đó. Cái tôi xuống đây mà tôi không nghĩ là nó leo lên tới trên đó đó, ngay cái góc vỏ đó đó, ngay góc vỏ đó, bước cái giọng thao giọng ra ngay góc vỏ luôn. Ở trên đó đó, ngay góc vỏ luôn. Con nhỏ gái nó ngồi góc đó đó, nó hỏi cô đi đâu vậy. Lúc nó cũng mê man luôn, nó không ấy luôn. Rồi hả cô không biết thò tay lấy cái bóp nó hồi nào nó cũng không biết nữa, tại tới thui mà. Cái tôi nói ồ trời ơi sao con ngồi ngay đây mà bả nó lên mới có 3 bậc thang hả, mà bả thò tay bả lụm cái bóp rồi con không hay vậy. Nó con không có biết. Biết cái kiến của chú rồi. Đó, ngay góc này luôn nè. Ngay góc ngay cái vỏ này đúng không? Ờ, ngay vỏ đó. Ừ, đã thò tay là lấy liền á. Thò đứng mặt thứ ba. Ờ, thò tay lấy liền luôn. Tại vì không ai nghĩ sao, rồi nghĩ người ta nói ta có bầu, nói bà ngoại leo lên được, chắc con leo không được quá. Mình cũng thiệt tình, mình nghĩ người ta có bầu, chắc người ta không leo lên đâu. Rồi ai ngờ đâu, mình mới đi cái người ta leo lên, ta thò tay ta lấy. À. Lấy hết số tiền, tổng hết số tiền là mình ước tính là bao nhiêu tiền? 13 triệu. Tại vì chiếc nhẫn nó mua 5 triệu, rồi tiền mặt là 7 triệu. Với thằng còn cũng gần 1 triệu tiền lì xì với lại tiền của tôi á. Tiền lẻ lẻ. Không nhiều, cái tiền lẻ lẻ tôi 300-400 ngàn mà tôi đổi 2 ngàn, 1 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn. Để dành đó, đặng mai mốt hè vô là bắt đầu cho đi học để dành nó chứ không làm. Dạ. Hôm qua là ngoại thấy vậy đó, rồi ngoại có cảm nhận như thế nào không? Trong cái lúc mình khó khăn như vậy á, có cái người buồn chứ trời, đêm hôm mà không có ngủ được á. Trời đêm hôm trăn trở. Giờ đồng hồ xuống võng này nằm mà tới 3 giờ mới lên chảnh, rồi tới khuya 4 giờ mới thiêu thiêu ngủ được chút. Không buồn gì đâu. Không gì. Mất cái bóp buồn dễ sợ luôn. Giờ mơ giờ có ba chị kìa, ăn uống không ba nổi, buồn quá ăn ba thấy không được. Thấy con bà nhỏ đó đó, thấy chứ đâu có biết là bánh nó ba thấy nó tại vì buồn có nhiêu tiền mấy mẹ con nó gọi bánh á, thấy người lạ vô trời ơi mẹ biết đâu tưởng đâu là YouTube thôi chứ đâu có biết đâu, vô có thấy gì thôi chứ đâu có biết là chị đứng trong trong khung hình vậy chỗ này. Dạ. Dạ rồi em chào chị ha. Chị là ở hàng xóm đúng không ạ? Chị ruột ha. Thì cái sự việc nó xảy ra lúc khuya, giữa đêm khuya hay sao chị?
lúc tối hả? Thế đó là lúc 8 giờ mấy á, 8 giờ 10 á. À, chị 8 giờ 10. Đó đó. Thì cái sự việc nó xảy ra như thế nào thôi chị? Không, chị không biết. Thì nó là chị đó, chị vô chị quay thôi chứ cũng đâu có biết, cũng đâu có qua đâu. Chị biết gái mới thấy thôi. À, chị biết gái mới thấy. Và đặc biệt là chị là mình thấy người ta vô. Ừ. Thấy người ta vô lúc tối rồi. Ừ. Rồi. Xong xuôi là coi như là vô đây là người ta tự nhận là quay YouTube là quen biết tụi em. Đúng không? À, biết không biết nhưng mà không thì biết vậy thôi, biết cái người đó vô vậy thôi, chứ không biết. Vậy là chính là có người vô, có người vô. Yeah. Còn bé áo gái áo màu xanh đó thì nó bé nó thì đứng bên nhà leo. Vòng qua là thấy người đó nói ủa sao quay YouTube mà sao á chiều hai gì không quay mà quay đâu mà nửa đêm. Yeah. Ý là cũng nghi nghi mà không biết sao. Rồi, cô không có qua nữa. Dạ, ý là em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi chị ơi thì cho cái sự việc mà nó xảy ra như vậy đó. À, thì chị cảm nhận như thế nào khi mình tá hỏa thông tin đâu mình biết cái sự việc đó? Chị buồn lắm. Thôi bây giờ chị cho chị nói đi. Dạ. Bây giờ cô Linh, bây giờ tôi cũng thiệt tình với cô mà cô tới đây cô lừa dối tôi. Tôi là cũng cô với cô, tôi với cô cũng như phụ nữ như nhau vậy đó. Mà cô tới đây cô lừa gạt mấy mẹ con tôi còn lấy tiền nữa. Cô cũng xem tôi từ đầu kênh. Từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện, cô cũng lừa gạt, biết số điện thoại tôi gọi, cô gọi cho tôi mà cô lừa gạt tôi nữa. Cô biết hả, cô nghĩ thôi, tôi một phụ nữ mà để nuôi 6 đứa con vất vả cỡ nào. Khi đó hả, bước đường đời hả, rất là vất vả. Mà cái cô thấy cô dậm lên đạp lên đi hả, nó đau cỡ nào không, mà cô nở lòng nào. Sau một số tiền đối với cô cũng không có lớn bao nhiêu hết, nhưng mà đối với gia đình tôi là rất là lớn. Mà cô đã lấy cướp đi số tiền của mấy đứa con tôi và con tôi nữa. Cô biết hả? Khi đó là cũng chén cơm với hả đồng tiền con tôi đi học. Mà cô lỡ lúc nào cô lấy hết. Có đâu mà... Cô thấy hả mạnh của thường quân thương con tôi hả? Mà còn giúp đỡ. Còn cô á, cô lại cô lừa dối nữa. Cô có coi cái kênh này á. Thì cô hãy sao mà cô lại cô hả trả số tiền lại cho mẹ con tôi đi, tôi cảm ơn cô rất nhiều chứ tôi không muốn gì làm khó cô đâu. Cô cũng hả coi câu chuyện của tôi, cô mới biết tôi á, mà cô tới đây á chứ không phải là cô không biết đâu. Thì cô có xem kênh này á, thì cô hãy tới đây cô trả số tiền cho mẹ con tôi đi, tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cô Linh ơi, sao ngoài thì mất tiền và buồn không vui. Yeah. Tại vì có nhiều tiền á, nhiều khi con nó trên nó cho rồi mà mình giữ không kỹ nó mất, nhiều khi nó cũng buồn á. Khi mà đi về ha, đi đâu cái nó không thấy đeo, cái nó hỏi mẹ chiếc nhẫn mẹ đâu, mẹ không đeo vô, nó hơi đeo vô cái nó dướng chỗ này, nó bị gì nó có cái cháu đó. Cái này dướng rồi thôi. Mày xích vào mặt ngoài hình giùm con ha. Để đi ngồi vậy đúng rồi, bạn mặt qua nói đi ngoài. Nó dướng à. Cho thành thử ra mình làm chuyện tối ngày thành ra không có đeo vô. Để dành đó khi nào mà đi đâu á, đi đám đi về cái bắt đầu đeo vô. Với con nhỏ này nó thôi má con đưa má này 7 triệu nè, giờ bữa nào đi rồi con đi á, là con mua cho má chiếc nhẫn nữa, chỉ đó là má đeo. Má đi đâu má đeo. Rồi tiền của cháu ngoại tôi nó để dành dụm từ hồi Tết tới giờ. Khi nó để 5.000, 10.000 cái nó về cái nó đưa nè bà ngoại, con gửi ngoại nè, ngoại cất cho con. Dạ là bé nào vậy ngoại? Bé Hồng Thu á. Dạ, bé Hồng Thu là bé mà ước mơ chiếc xe đạp điện đúng không? À, dạ, đó đó. Chị kêu bé nó vô đi. Vũ Siêu ơi, Siêu. Ông Quan à, mất tiền rồi. Mất tiền rồi đó, bà ngoại mất tiền rồi. Nó còn hỏi tôi đi. Sao mà mới mất tiền rồi, sao bà ngoại không khóc vậy? Nó nói trời ơi mất rồi, giờ khóc cũng đâu còn đâu con. Hỏi chú chứ cái nó ngồi đó khóc quá trời, trên đó ngồi trên đó mà đã khóc quá trời luôn. Ừ.